Hiện nay, y học đã chứng minh, hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như giang mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật Pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo, đã cảnh báo chúng ta rằng, hành vi tà dâm siêu ác báo không chỉ đời này mà kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến, cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lể con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới 2 tuổi nhưng bị chứng bệnh ung thư ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bướu mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu. Không sao hiểu được lý do bé chỉ mới 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng này. Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo muốn điều trị này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy đến tính mạng. Vì vậy cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ đến cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết không xong, khiến người thân phiền muộn đầy lòng, cùng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn sĩ rất thông cảm cho bé, càng tin sâu vào đây và sự báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi nhưng đời quá khứ nó là nam nhân, đã phạm tội tà dâm rất nặng. Không những phá hại gia đình người mà còn cưỡng hiếp giết gái nhà lành rất ác độc, gây nên thảm cảnh người mất nhà tan, hồn người bị hại chết oan. Hôm phẫn nộ căm thù thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay cả hiện đời bị ung bướu ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân bé gái, hai vị cầu phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho oan gia. Tôi chưa nói xong thì bỗng nghe, đụi một tiếng, bé gái đã quỵ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràn ruột lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó dù nó chưa nói rành. Mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc. Tôi xót thương bé rồi bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó và bảo, con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu thì con cũng đọc theo một câu và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào. Và tôi quay sang song thân bé dặn dò, hai vị phải tụng kinh ăn chay phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thực hiện sự đem công đức đời hồi hướng cho oan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ buông xả oán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật thành tâm sám hối. Cha mẹ làm y theo lời tôi dặn và chí thành tụng kinh hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, đứa bé càng tinh tấn ăn chay trì giới tụng kinh niệm Phật. Nhờ vậy út bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh nhìn thấy trên thân bé hiện kỳ tích cũng sống nhau học Phật tu. Nguyện cho cả nhà họ sớm thoát ly khổ đắc lạc, sống an hiện hạnh phúc, chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng tôi xin nguyện những vị phóng túng tà dục lấy đây làm gương, chớ nên đắm mê trong sắc dục, làm thế là hại mình hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yểu mệnh, mà đời còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn đọa vào địa ngục súc sinh. Họ đủ thống khổ, thân người khó được, xin hãy biết quý trọng mối tình. Tai ba, Hiếu Mỹ là một nữ doanh nghiệp xinh đẹp, giàu sang, thành đạt. Nàng cùng chồng là An Vĩ sống hạnh phúc với hai con, một trai một gái. Đầu xuân, trên chuyến tàu hỏa về thăm nhà, tôi gặp đôi vợ chồng trẻ dẫn đứa trẻ con gái 3 tuổi đi khám bệnh.
Khi chuyện trò mới biết bệnh bé này có sẵn từ lúc mới sinh, rất khó trị. Cha của bé dán lưng nó lên cho tôi xem, thật khiến người ta giật mình kinh ngạc. Nhìn mặt bé gái thanh tú khả ái là như vậy, nhưng trên lưng nó nổi đầy mụn bẩm lớn, nhỏ, cao, thấp, bất đồng, nằm lộn xộn, hỗn loạn, giống như người bỏng nước sôi nghiêm trọng. Bà Trương và tổng giám đốc một xí nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công nhân, sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức ấm êm hạnh phúc, nhưng đối với cậu Quý Tử Cường thì họ bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói, trong lòng cha mẹ nó là đứa con ngoan và bảo bối vô giá. Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi thì nó ghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành sa sút. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè có khuyên căn dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu dịch, Cường chẳng mảy may đếm xỉa tới. Càng ngày nó càng hư đốn, đến nỗi sau đó đánh cha mắng mẹ. Ngày nọ bà Trương tha thiết khuyên con đừng chơi game nữa, thằng Cường liền nổi quạo, không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha, khiến ông bị thương mắt phải. Bà Trương giận quá, cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm. Lúc tôi gặp bà Trương, thấy mặt mày bà tiều tụy, mắt đỏ hoe buồn rầu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tắc tệ như thế chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt, khuyên nó đem thức ăn ngon bố cho, mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa. Ngừng một lúc bà tiếp, nói mê chơi game đến nỗi bỏ học. Tính đến nay đã hơn nửa năm rồi, vì vậy nói giáo sư thường đến nhà thăm hỏi, thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp, nhưng tất cả đều vô dụng. Nhìn bà Trương đau khổ, tuyệt vọng, tôi rất cảm thông, liền an ủi giải thích, phải hôm lấy thống khổ, chịu não phiền nung nấu như hôm nay, tất cả đều do ác nhân đời trước của bà mà ra. Nguyên bà Trương và chồng đời trước cũng là phu thê, nhưng bây giờ vị trí đã đổi. Bà Trương thời đó mang thân nam, là một ông địa chủ nổi danh, tuy giàu nhưng thuộc loại giàu mà bất nhân. Ông tự thị mình giàu nên rất khinh người. Lúc đó, trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi. Cha mẹ nói do thiếu nợ, họ vô phương đền trả nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bộc trừ nợ. Hai vợ chồng rất phiền bực cha mẹ thằng bé nên đã dùng nó để trút giận. Họ thường đánh đập, mắng chửi, đối xử với nó rất tệ. Ngày nọ thằng bé vô tâm làm vỡ cái bình hoa quý hiếm, khiến cặp vợ chồng giàu phẫn nộ, họ đánh nó một trận, trói tay chân nó lại, đem bỏ ngoài đồng. May là một người hảo tâm đi ngang, kịp cứu thằng bé khi nó còn hơi thớt thở, nhờ vậy mà bảo toàn được mạng nó. Kể từ đó, trong lòng thằng bé đã ôm mừng hận hoán, nó thề sau này nó cơ hội nhất định sẽ báo thù đòi lại nợ máu. Đời này nhân viên tụ hội thằng bé thời quá khứ từng bị khích khi, lăng nhục thậm tệ, nay đã đào thai làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ Trương. Nó đến đòi nợ một ngày không xa trong tương lai, đôi phu phụ này sẽ bị nó làm cho tức chết. Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi, bà Trương bật khóc thống thiết. Chồng bà ngồi bên vội an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Nữa bà nó ơi, hèn gì mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi thì bắt đầu học hành sa sút, chỉ mê chơi game trên mạng, còn phát tệ đánh cha mắng mẹ. Té ra do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác, bất nhân với nó. Thế thì bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ khi hai vị phải ăn chay trước Phật, thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo thuở xưa, và quỳ tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho Cường. Như thế này mai sau nó có thể tha thứ cho hai vị
đoạn trừ lưới nghiệp buộc rằng và tất cả đều được hưởng lợi ích. Vâng ạ, à, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay. 3 tháng sau, bà Trương gọi điện tới xúc động nói, vô cùng cảm tạ ngài. Phật Pháp thật quá thần kỳ. Sau khi chúng tôi ăn chay sám hối, tụng kinh hồi hướng cho thằng Cường rồi, thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại. Hơn nữa, cư xử giấy, chúng con ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều. Có hôm đó không còn tự động vào bếp nấu cho chúng tôi ăn nữa, đúng là quá giải oan kết. Ăn gia chỉ có hành theo Phật Pháp mới là tốt và hiệu quả nhất. Dạy những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để mọi người cảnh giác. Đa số thường than thật khó mà dạy dỗ con cái. Vì đời trước đa số chúng là kẻ bị hại, đời này đến làm con để báo oán, là phụ mẫu cầu sinh sân sau nhân quả. Không nên nhắm mắt đánh đập con mà phải sám hối những điều đã làm, đã tạo trong đời trước, thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình. Phải quỳ con ăn chay tụng kinh hồi hướng, cầu Phật lực nhiếp thọ hóa giải, biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái thành thiện duyên. Tiếp theo còn phải giáo dục con cái hiếu dưỡng cha mẹ, hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên cha mẹ phải sửa bản thân, chính họ phải đoạn ác tu thiệt, thân cảnh Phật Pháp, tụng kinh hồi hướng trước lành đến cho con. Làm thế nào mới chiếu được cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội? Thế thì dù bị nghịch tử đến ở kề bên, nhưng nếu có phúc duyên kéo thân cận Phật Pháp, thì nghịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp cha mẹ mở ra cánh cửa hạnh phúc. Nhờ vào sự học Phật tu trì, khiến đôi bên cũng được lợi, toàn gia đình hưởng phước, pháp lạc, biến phiền não thành bồ đề. Riêng những người làm con, nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ, thì phải hiểu là cũng đồng nguyên nhân tương tự. Sống lại, cư sĩ Tịnh Hằng từ nhỏ có nếp sống gia đình nghèo khó, nếm đủ bất bách gian nan. Đến khi trưởng thành có được sinh hoạt như ý, thì ông lại nhân đó mà tạo nhiều ác nghiệp, khiến cuộc sống tái phát đủ điều bất hạnh. Mãi đến khi ông tiếp xúc được giới Phật Pháp, biết nghe kinh tu tập, kiên trì giới luật, đoạn ác tu thiện, thì ông mới có được hạnh phúc tái tạo cuộc đời mới, sống lại lần nữa. Chúng ta hãy nghe ông thổ lộ những lời chân thành tận đáy lòng. Tôi sinh ra tại một tiểu trấn hẻo lánh thuộc tỉnh Giang Tô, phố Dương Châu. Lúc nhỏ cuộc sống của tôi tương đối khó khăn. Từ đó có ký ức, tôi nhớ phụ thân mình là một cán bộ công an xã. Ông là người hào sảng, nhanh mồm lẹ miệng, thẳng thắn, có nhiều bạn nhậu, nên trong nhà thường có khách đến luôn. Phụ thân là một cán bộ rượu chè bê tha. Khi tôi lên trung học thì do những mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan, ông bị khai trừ, cách chức. Việc này làm ảnh hưởng và thay đổi số mệnh cả nhà chúng tôi. Do quan lộ bất ý nên phụ thân tôi suốt ngày trở vắng than dài, giống như biến thành một con người khác vậy. Mẹ tôi cũng thành là chỗ cho ông trút giận, để lại thể diện đã mất. Phụ thân chẳng thèm nghe lời mẹ tôi năn nỉ phiên lên. Ông đi mượn vai thân thuộc mở một lò hầm than. Không bao lâu lò hầm than làm ăn thất bại phải đóng cửa. Phụ thân không những chẳng thu về được một xu, còn khiến gia đình chúng tôi lâm vào cảnh bần cùng cực điểm, vì cả nhà phải gánh lấy mọi nợ kết xù 1.500.000 đồng trên lưng vào năm 1984. Thời đó thì giờ đây là một dãy số to kinh khủng. Nhà tôi căn bản là vô phương đền trả. Mẹ tôi càng tiều tụy buồn rầu khi chứng kiến chồng làm ăn thất bại, đối diện với cảnh nghèo rớt mồng tơi của gia đình. Không mong người có thể ngóc đầu lên trong cơn tuyệt vọng. Đã mấy lần mẹ tôi muốn quyên sinh kết thúc cuộc đời đau khổ, nhưng mảnh nhìn đám con còn quá thơ dại, bà đành nuốt lệ ráng sống.
không bỏ mặc chúng tôi. Khi đó bố mẹ con tay ôm nhau khóc vì chẳng biết đường nào mà đi, ngõ nào để sống. Mỗi khi sắp sang xuân, nhà nhà đều hớn hở chuẩn bị mừng năm mới, chỉ riêng nhà chúng tôi là điều hiu, lại còn phải đóng chặt cửa, trong khi bên ngoài chủ nợ hung hăng hét đòi, cả nhà bị nhăn nhục đủ lời đủ kiểu, càng thấm thía thế thái nhân tình bạc bẽo. Cha tôi cũng nhân đây mà biến thành người trầm mặc, ít lời, buồn phiền khôn nguôi. Sau đó mẫu thân hiền lành dẫn tôi và anh hai đi đến từng nhà để cầu xin thông cảm. Bà vừa khóc vừa nói, tiền thiếu các vị chúng tôi nhất định sẽ trả. Tôi xin dùng tính mạng mình để đảm bảo. Trong cơn gió lạnh lẽo, mẹ tôi lệ rơi đầy mặt. Còn tôi và anh thống khổ đến nghẹt thở. Lúc đó tôi mới 17 tuổi, toàn bộ sinh hoạt gia đình đều trút hết vào đôi vai yếu gầy của mẹ tôi. Sau đó quốc gia cải sách, mở mang chính sách. Tôi cũng tham gia công tác, cả nhà chúng tôi đồng tâm hiệp lực dồi sức làm lụng. Cuối cùng cũng trả hết nợ và còn để dành được một chút ít. Cuộc sống bắt đầu đi lên, tôi vào làm cán bộ ở cơ quan. Thế là nếp sống sinh hoạt phóng túng bắt đầu. Do tôi nghĩ hồi nhỏ mình nghèo, bây giờ cuộc sống đã tốt lên rồi thì cũng nên hưởng thụ vui chơi. Thế là tôi lao mình vào những ăn chơi đàn điếm, ngày ngày nhậu nhẹt bù phú đến say bét nhè, nhiễm đủ thói hư tật xấu, hút thuốc uống rượu bài bạc sát sân tà dâm. Tôi còn ăn tươi nuốt sống vật, không ác nào mà không làm, phạm rất nhiều người đều tác tệ. Thế là con đường quan lộ bắt đầu không hanh thông, do tôi trát tráng và tạo quá nhiều ác nghiệp. Không nhưng tôi bị cơ quan giáng chức mà trong gia đình luôn xào xáo. Vợ chồng nghe cãi ông sầm, con cái học tập sa sút cực độ. Sau khi mất chức, tôi về nhà đến khu dân mở một tiểu tiểu điếm duy trì kế sống. Mặt trời mọc rồi lặn, cứ thế ngày ngày qua ngày, cuộc sống tôi vẫn như xưa, không có gì khởi sắc. Tôi bắt đầu thở vắn than dài khi nhận ra tình hình mình giống hệt phụ thân hồi xưa. Hôm nọ ở dưới chân lầu, chúng tôi tình cờ gặp một cư sĩ nay là sư huynh. Ông kể cho tôi nghe các câu chuyện về Phật giáo và tặng tôi cuốn sách Điển Giác Thuyền Trừ Giác Hải Từ Hàng và một cuốn kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ. Vừa vào nhà thì tôi nôn nóng mở ra xem liền, hai cuốn sách này thu hút chú tâm của tôi giống như 500 hút sách. Tôi xem một lèo là hết ngay, lúc này trời cũng đã sáng. Từ đó tôi đối với các điển tích Phật giáo rất ưa thích, xem không rời mắt, còn nỗ lực tinh tấn hành theo. Tôi thầm phát nguyện Phật pháp khó nghe nay, con đã được nghe, đời này con nhất định nguyện tu sửa, cho liễu sinh thoát tử mới thôi. Kể từ đó tôi theo sư huynh bước vào con đường học Phật. Nhìn thấy tôi thay đổi lên từng ngày, vợ và con tôi cũng ngưỡng mộ hớn hở gia nhập hành ngũ tu tập theo. Cả nhà chúng tôi may mắn biến thành một gia đình Phật hóa. Tôi và vợ đồng phát nguyện, từ nay thề giúp ăn mặn, nguyện ăn chay vĩnh viễn. Tôi còn quyết định bỏ hút thuốc. Kỳ lạ là một hồi trước tôi cũng từng cai, từng bỏ hút thuốc nhiều lần, nhưng càng bỏ càng thèm. Nhưng lần này lại có thể bỏ với tâm tư hết sức nhẹ nhàng thư thái, triệt để dứt khoát. Điều này khiến tôi vui mừng, xúc động. Quả là chư Phật Bồ Tát từ bi, không bỏ một chúng sinh nào. Hiện nay ngày hằng ngày tôi thường kiên trì tụng kinh, bái Phật, niệm Phật, chép kinh. Mỗi tháng vào mùng 1 ngày rằm thì tôi hướng dẫn gia đình đi phóng sinh, làm nhiều việc thiện, đồng thời còn đối chiếu theo kinh Phật dạy, nó kiểm điểm từng hành vi tạo tác của mình. Tôi thừa biết mình tập tánh nặng nề nên đã bao lần ở trước Phật rơi nước mắt, thành tâm sám hối khẩn cầu chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ, tiếp thêm sức mạnh cho tôi sửa đổi thành công, giúp tôi luôn nhận ra lỗi sai kịp thời để dứt khoát từ bỏ, không tái phạm lại. Kể từ sau khi học Phật, suốt ngày năm trì giới hành thiện, số mệnh tôi đà chuyển tốt, có nhiều khách ghi danh ngưỡng mộ tìm đến bàn việc làm ăn, tới giờ vẫn còn hợp tác. Hiện nay tôi còn mở thêm một chi nhánh công việc xuất phát. Kể từ lúc ăn chay rồi, huyết áp tôi cũng không cao, chứng mất ngủ cũng hết, chứng liệt nhẹ,
may mặc cũng bằng thổi, sức khỏe cả nhà tốt lên rất nhiều, kể cả cha mẹ già ở viễn phương dân trong thân thể cũng khang tiện. Từ lúc học Phật đến nay, người xung quanh mến thương, quý trọng tôi ngày càng nhiều. Mỗi ngày qua tâm tôi rất thư thái, trọn ngày làm việc mà không thấy mệt, sinh hoạt luôn đều, chỉnh tốt, ngủ sớm, dậy sớm, hằng ngày hạnh phúc nhất được ở trước Phật đường tụng kinh bái Phật, phát nhĩ sung mãn. Phật pháp thật là càng hiểu càng thú vị. Con trai tôi cũng thay đổi rất mạnh. Ngày xưa tính nó hướng nội, tự kỷ, nhưng bây giờ nó siêng năng tụng kinh Địa Tạng. Không bỏ một ngày nào, tính vui vẻ, cởi mở, vị tha. Công việc chúng tôi cũng tùy theo ước muốn mà tự thành. Vợ tôi được Phật pháp tẩy rồi, sống rất hòa thuận vui vẻ, đồng hưởng hạnh phúc tự tại. Phật pháp thật kỳ diệu không thể nghĩ lường, là pháp bảo sáng tạo hạnh phúc thần kỳ ở nhân gian. Tôi xin lấy kinh nghiệm bản thân của mình làm chính để chia sẻ và mách cùng quý vị. Hãy chánh ác hành thiện, thường kiểm điểm lỗi sai để thiện hóa thân tâm, cẩn trọng răn đe giữ gìn thân khẩu ý trong từng hành vi. Hãy phát nguyện nghiêm trì giới luật, không nên tùy tiện phóng dật mà sa vào lưới tà nghiệp ác. Tôi mong câu chuyện này thật của mình sẽ khích lệ giúp ích thật nhiều cho các vị hữu duyên. Mong các bạn trong những ngày tháng còn sống này, ai cũng phát tâm tinh tấn học Phật tu hành, tự độ mình, độ người, mong mọi người đều thoát khỏi phiền não, khổ đau, vượt qua biển lớn, sinh tử đến bờ, giác thanh tịnh. Phật giáo ban cho ta nền giáo dục ưu mỹ giúp nhân loại chuyển hóa số mệnh bản thân cực kỳ hữu hiệu. Nếu như người đều có thể y pháp phụng hành, thì ai cũng có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh.